không sao chứ? Em không sao. Kevin, em biết sẽ rất nguy hiểm nếu chạy nhanh như chạy trên đường mà. Em chỉ muốn chứng minh xe của em chạy nhanh hơn thôi. Không đời nào hơn mà nhanh hơn. Đó không quan trọng. Điều quan trọng hơn việc chạy nhanh hơn là chạy an toàn hơn. Ở trên một làn đường như vậy, chúng ta sẽ thấy xe hơi, người chạy xe đạp và người đi bộ. Nếu chúng ta chạy qua tiếp hay chạy scooter nhanh như vậy, em sẽ không thể nào tránh khỏi được người chạy xe khác. Như vậy dễ gây tai nạn lắm. Còn nữa, khi em đi đường dốc như vậy, em sẽ không thể giảm tốc độ và gây ra tai nạn nghiêm trọng. Anh nói rất đúng, em không thể nào dừng lại. Đúng rồi đó. Từ bây giờ hãy nhớ lấy, chỉ nên chạy ở những nơi an toàn như sân trường hoặc là trong công viên. Không được chạy ở những nơi như là ngoài đường lớn hay là bãi gửi xe. Em khi chạy với bạn, không nên đua nhau và cẩn thận để tránh đụng phải nhau. Em nên biết cách để có thể chiến thắng cuộc đua chính là chạy một cách an toàn. Ok. Dạ cô Ly, em sẽ nhớ điều đó. Chuẩn bị. Chỉ một lỗi nhỏ có thể dẫn tới đám cháy lớn đó, cho nên khi xong việc cậu phải nên cẩn